Anh biết rồi, anh ở ngay phía sau. Tiếp tục hành động. Vâng. Hàng của mày đây. Suda, mày định lừa tao sao? Mày không phải là người mua hàng. Hey! Mày mau bỏ súng xuống đi. Vậy thì đưa hàng đây. Suda! Sora! Khốn! Đại ca, xuống rồi! Yeah!